tiếc like và comment khi xem video này. Tử Vi xem bói tướng tay, xem bói tướng ngón tay, bói tướng qua ngón tay để đoán vận mệnh, biết nghèo hèn. Một là tổng quan về thuật xem bói tướng bàn tay và xem bói tướng ngón tay. Từ xa xưa, phương pháp xem bói bàn tay vẫn dùng để luận giải về vận mệnh, công danh và tình duyên cuộc đời của một người. Trải qua nhiều năm tích lũy và đúc rút kinh nghiệm, hiện tại thuật xem bói tướng tay vẫn được tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Về xem tướng tay, xem tướng ngón tay ra đời để luận giải và đoán về vận thế nhân sinh, sức khỏe, tâm lý, nhân cách, cuộc đời của một người. Xem bói tướng ngón tay còn là dấu hiệu nhận biết về sinh mệnh theo từng giai đoạn. Xem tướng bàn tay, xem bói tướng qua ngón tay chính là chìa khóa mở ra những thông tin vô cùng hữu ích, giúp cho con người nắm rõ được năng lực, lợi thế của bản thân cũng như những thiếu sót, để từ đó biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu, dần dần vươn lên để nắm bắt số phận của chính bản thân mình. Khi xem tướng tay, người ta sẽ xem từng bộ phận khác nhau trên bàn tay như xem tướng bàn tay, xem tướng qua ngón tay và xem chỉ tay, xem hoa tay, xem tướng trong lòng bàn tay. Cách xem bói tướng ngón tay tùy thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm tìm hiểu của từng người, nhưng nhìn chung chỉ cần thông qua vài nét đặc biệt trên ngón tay là xem có thể xác định được phần nào về tính cách của người ấy. Vậy xem tướng bàn tay và ngón tay, xem ngón tay đoán vận mệnh giàu nghèo như thế nào, thì mời bạn hãy cùng kiến thức tử vi tham khảo cách xem tướng ngón tay của đàn ông, xem tướng ngón tay của phụ nữ ngay dưới bài viết dưới đây. Về phần 2 là xem bói ngón tay để đoán vận mệnh, biết giàu nghèo của từng người. Trong nhân tướng học, tay chân là tướng hình tứ chi của thân thể. Tứ chi là nhành rễ, còn lông lá, râu tóc như được coi là hoa lá. Chính vì thế, tay chân có ảnh hưởng tới thân thể, khiến cho sự phát lộ của tứ chi làm tiêu biểu, và thông qua các hình dáng của chân tay như màu sắc có thể đoán định về sự giàu nghèo hoặc sang hèn của một người. Xem ngón tay, người ta sẽ xem các đốt ngón tay, móng tay, bói ngón tay dài ngắn để dự báo về các lĩnh vực như sức khỏe hoặc bệnh tật hoặc nghề nghiệp hoặc vận mệnh của một người. Theo các nhà nhân tướng học thì các ngón tay và vầng trán của một người có liên quan chặt chẽ đến với nhau. Nó cũng mang ý nghĩa tương tự giống như các kiểu của vầng trán. Xem tướng bàn tay và ngón tay, xem tướng số ngón tay cho đàn ông và phụ nữ có những nét tướng cơ bản như sau: ngón tay dài có ý nghĩa gì, và xem tướng ngón tay dài và nhỏ là người thanh cao và người thanh tú nhưng có tiếng mà không có miếng. Về bói tướng ngón tay quá ngắn, đầu ngón tay không tròn là tướng người đê tiện và nhu đần. Xem bói tướng ngón tay mềm, khe hở giữa các ngón tay khít là người thường trong cuộc sống giữ được tiền của nhưng lại là người biển lận. Về tướng ngón tay hở thưa, các ngón tay cứng là tướng phá tán, ưa hoang phí nên không giữ được tiền của. Về xem bói ngón tay, nữ tươi tắn là thể hiện người có tâm tính tao nhã. Tướng ngón tay to hay còn gọi là tay dùi đục thì là người thô tục, tâm tính lỗ mãng. Tướng ngón tay búp măng với các ngón thuôn dài đều, khí sắc đẹp, chủ về người có tính tình thùy mị, sống giàu tình cảm, cuộc đời vui vẻ, hào hoa, giàu có. Đây cũng là ngón tay của mỹ nữ hoặc nghệ sĩ hay các nhà phẫu thuật gia. Về tướng ngón tay ngắn, mập, tròn, thô, bàn tay dùi đục là tướng người nghèo hèn, vất vả, thiếu kiên trì. Ngón tay vừa ngắn và vừa tròn lẫn với bàn tay nhỏ dày là nét tướng thể hiện người có trí tuệ rất phong phú và là người có nghị lực lớn mạnh nên có thể thành danh, cuộc sống nhiều tham vọng, là người giàu sang phú quý. Ngón tay tròn lẫn là người có học thức, năng lực, tư tưởng cao và người rất ngăn nắp. Người có ngón tay dài, mỏng dẹp, khô khan là tướng người vất vả, nghèo hèn, không danh phận. Người có ngón tay cong queo là dấu hiệu lao khổ, bần hàn và thiếu trí tuệ. Còn tướng ngón tay dài, lòng bàn tay thể hiện người khôn ngoan, trí thức, có đầu óc, phán đoán nhưng lại nóng tính và người dễ cảm động.
Tướng ngón tay ngắn hơn lòng bàn tay, chủ về người cục mịch, thô lỗ, ít suy nghĩ. Còn người sở hữu ngón tay trơn tru thường hành động theo cảm tính và linh cảm, có sự nhạy cảm của người nghệ sĩ giỏi tính toán. Người có ngón tay dễ uốn là người hay thay đổi và rất hào phóng, người dễ thích nghi với cuộc sống. Người có ngón tay quá cứng thường là người có tính độc đoán, thiển cận và hẹp hòi. Bói kẽ ngón tay hở là người kém thông minh, lại là người ích kỷ. Kẽ ngón tay kín là người thích lý luận về tình cảm rất cẩn thận và người cần kiệm. Nếu kẽ ngón tay hở về phần chân ngón, còn phần móng kín thì là người hào phóng, không kín đáo và người thích tự do. Vậy chiều dài ngón tay nói lên điều gì? Xem tướng số qua độ dài ngón tay, xem bói độ dài ngón tay cho chúng ta thấy ngón tay đeo nhẫn và ngón trỏ thông thường là bằng nhau. Nếu ngón trỏ cao hơn thể hiện người có tính tham vọng về lãnh đạo, còn ngón tay giữa dài bằng 8,7% lòng bàn tay thì đó là người có tính từ tốn và thích độ chính xác cao trong cuộc sống. Còn nếu dài hơn 87%, chủ về người nóng tính, dễ giận hờn thái quá và người tính vụn vặt và kỳ dị. Người có ngón tay ngắn là tính thường không kiên nhẫn và là người dễ xúc động. Còn ngón tay cong nói lên điều gì về tính cách và bệnh tật của chủ nhân? Bói tướng ngón tay cong là người không ngay thẳng, dễ lầm lạc trong cuộc sống. Xem tướng ngón tay trỏ méo thể hiện người hành động không theo khuôn phép. Xem tướng ngón tay trỏ thẳng, các ngón khác nghiêng, và đó là người có đầu óc thực tế. Xem tướng ngón tay giữa méo là người độc tài hay câu chấp, thiếu thiện cảm. Còn nếu ngón tay giữa thẳng và các ngón khác nghiêng vào đó thì đó là người vô tâm, sống rất bi quan. Còn tướng ngón tay áp út méo và cong thể hiện người rộng rãi, nhưng càng cong thì lương tâm càng ít. Nếu ngón tay út thẳng và các ngón khác nghiêng vào đó thì là thể hiện người có đầu óc rất nghệ sĩ. Ngón tay trỏ cong là dấu hiệu có liên quan đến bệnh gan. Ngón tay giữa cong là dấu hiệu liên quan đến bệnh gân cốt hoặc tai ruột. Ngón tay áp út hay gọn gọi là ngón tay đeo nhẫn cong queo là dấu hiệu người có bệnh liên quan đến tim hoặc thận, hoặc người rất dễ bị bệnh thần kinh. Ngón tay út cong là người có bệnh liên quan đến hệ bài tiết hoặc bộ phận sinh dục. Về phần 2 là vị trí gò hỏa tinh ở đâu, xem bói gò hỏa tinh trên lòng bàn tay để đoán vận mệnh một con người. Vị trí gò hỏa tinh ở đâu, xem bói gò hỏa tinh trên lòng bàn tay. Một là ý nghĩa của vị trí gò hỏa tinh. Trong tử vi tướng số, gò hỏa tinh trên lòng bàn tay là được chia làm 3 loại gò khác nhau, và 3 gò này kết nối thành một đường thẳng cắt ngang lòng bàn tay. Gò hỏa tinh bao gồm gò hỏa tinh dương, hay còn gọi với cái tên là gò hỏa tinh thứ nhất, là một trong 9 gò trong lòng bàn tay, có ý nghĩa trong việc xem tử vi tướng số của bàn tay, giúp đoán về định mệnh hoặc nhân cách, tài năng, vận mệnh cũng như sự nghiệp của người đó. Về gò hỏa tinh dương là gò nằm ở điểm gập của ngón tay cái trên lòng bàn tay, vị trí giữa của ngón tay trỏ và ngón tay cái. Gò hỏa tinh âm là gò hỏa tinh thứ hai, nó nằm giữa đường tâm đạo và đường chí đạo ở phía đối diện với gò hỏa tinh thứ nhất. Đây là gò đại diện cho sự đạo đức tâm lý của con người và có liên quan mật thiết đến gò hỏa tinh dương. Nó phản ánh tính cách và ý thức phát triển của gò hỏa tinh dương. Còn vùng bình hỏa nguyên tinh, hay còn gọi là đồng hỏa tinh, nằm giữa lòng bàn tay, giữa hai gò hỏa tinh dương và gò hỏa tinh âm. Nó đóng vai trò là làm tăng cường sức sáng tỏ, hiệu quả, cường độ của hai gò hỏa tinh dương và gò hỏa tinh âm. Một là gò kim tinh, còn gọi là sao kim. Hai là gò hỏa tinh dương là mang mệnh sao hỏa dương. Ba là gò mộc tinh là sao mộc tinh. Bốn là gò thổ tinh là thuộc về ngành sao thổ. Năm là gò thái dương là mặt trời. Sáu là gò thủy tinh là sao thủy. Bảy là gò hỏa tinh là sao hỏa tinh âm. Tám là gò thái âm là sao mặt trăng. 9 là đồng hỏa tinh là vùng bình nguyên. Trong tử vi, gò hỏa tinh thứ nhất là gò biểu thị
cho tinh lực sức mạnh của con người. Gò hỏa tinh dương là phần biểu thị cho khả năng háo chiến và sự can đảm hung hăng về tính cách, cũng như là biểu thị trên phương diện về vật chất, hay nói cách khác là gò hỏa tinh thứ nhất là gò biểu thị về phẩm chất người lính hiệp sĩ của mỗi người. Bởi vậy, khi xem bói gò hỏa tinh dương có nghĩa là bạn đang xem tính cách và bản tính phẩm chất cá nhân của người này, xem người đó có can đảm hay nhút nhát, người có bạo lực nóng nảy hay người thiếu thiện chiến. Hai là xem bói tử vi tướng số qua gò hỏa tinh trên bàn tay về các mối liên hệ giữa các gò hỏa tinh. Trên bàn tay có hai gò hỏa tinh, đó là gò hỏa tinh âm và gò hỏa tinh dương, và vùng đồng hỏa tinh, chúng có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bởi nếu như gò hỏa tinh dương là biểu thị cho tính cách và sự dũng cảm, thì gò hỏa tinh âm sẽ biểu thị cho tính cách thực tế, thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên cường nhu nhược. Và vùng bình nguyên hỏa tinh là vùng biểu thị sự hỗ trợ của nó tới hai gò hỏa tinh kia. Vì vậy, nếu muốn xem, bạn cần xem đồng thời cả ba gò hỏa tinh. Nếu gò hỏa tinh dương và gò hỏa tinh âm đều nhô cao, nảy nở về hướng đồng hỏa tinh, thì nhiều khả năng đây là người có tính rất hung bạo và là người nóng nảy, khó kiềm chế được cảm xúc. Nhưng nếu người này có ngón tay cái to và đường chí đạo rõ ràng, sắc nét, thì mới có thể kiềm chế và kìm hãm được phần nào tính hung bạo của người này. Còn nếu không thì người này đội trời đạp đất nhưng cũng dễ dính vào vòng lao lý. Còn nếu hai gò hỏa tinh âm và gò hỏa tinh dương cũng như đồng hỏa tinh đều không phát triển, cho thấy đây là người rất nhút nhát và là người thiếu kiên định, dễ thỏa hiệp và hay bất lực trước những khó khăn trong cuộc sống. Còn nếu vùng đồng hỏa tinh phát triển, tức là nó có tác dụng và làm động lực phát triển các tính cách của các gò sao hỏa tinh âm và hỏa tinh dương. Ngược lại, nếu nó kém phát triển là nó sẽ giảm động lực sức mạnh cho hai gò hỏa tinh âm và hỏa tinh dương kia. Về hình thái của gò hỏa tinh, nếu gò hỏa tinh dương nhô cao hơn so với các gò khác trên lòng bàn tay, cho thấy đây là người có khuynh hướng bạo lực, thiếu lý trí và là người thô bạo, có hành vi ứng xử không tốt. Nếu gò hỏa tinh dương bằng phẳng, cho thấy đây là người có sự kiện kiên định, sự dũng cảm và là người hiệp nghĩa. Nếu gò hỏa tinh dương lõm, đồng nghĩa với chủ nhân của bàn tay này là người nhút nhát, hay sợ sệt, không có được tiếng nói và biểu thị được tinh thần, trượng nghĩa rõ ràng. Còn nếu gò hỏa tinh âm không quá cao và đầy đặn là người nặng về vật chất nhưng cũng rất năng nổ, không ngại khó ngại khổ. Những người có gò hỏa tinh âm phát triển tốt sẽ có được một sức phản kháng tốt và cũng giữ được phẩm chất đạo đức tốt, kiên trì và biết chờ đợi cơ hội để thực hiện. Còn đường chỉ tay ở gò hỏa tinh, bên cạnh việc đánh giá hình thái, sự phát triển cao thấp của gò hỏa tinh dương, thì có thể đánh giá được chính xác người này và cần phải xem gò trong lòng bàn tay có những đường chỉ tay nào chen trên gò hỏa tinh dương. Nếu gò hỏa tinh dương có hình ngôi sao xuất hiện, cho thấy nhiều khả năng thành công trên lĩnh vực quân sự và là người tài lãnh đạo, điều quân khiển tướng và sự sáng tạo trong khoa học rất tốt. Còn nếu trên gò hỏa tinh âm hoặc hỏa tinh dương hoặc đồng hỏa tinh có đường cắt chéo, cho thấy người này có thể gặp tai nạn liên quan đến vũ khí hoặc hỏa hoạn. Trên đây là một số giải mã xem tướng tử vi qua các gò trên lòng bàn tay. Bạn có thể tham khảo và chiêm nghiệm cũng như nhận định cơ bản về phần tính cách và xu hướng tính cách của mỗi người thông qua tính cách xem tướng số trong lòng bàn tay. Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.